con bé Kim Minh Minh đã phải bận rộn đi tắm chỗ. Sáu giờ chiều rồi, về lên ba quẩy thôi mấy đứa ơi. Bang bang, Phụng Thiên tự dặn, nhà vua ra chiếu chỉ, KPI là 1000 con chó nữa, không xong không về, không thừa. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy. Cao quý phi văn võ song toàn thượng thị tạ.